Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết tổng hợp ngày 19 tháng 8 của kênh VTC14. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục nằm trong vùng khí quyển có độ bất ổn định và xáo trộn không khí mạnh. Vì vậy, đới mưa sẽ có xu hướng mở rộng thêm, khiến cho toàn khu vực tiếp tục có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Một số nơi có mưa dông với lượng khá lớn. Ở các khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Sau đó thì đến khoảng trưa và chiều mai, lượng mây sẽ có xu hướng giảm đi đôi chút, khiến nhiều nơi trời hưởng nắng nhẹ và nhiệt độ tăng dần, cao nhất dao động từ 30 cho đến 33 độ, trời không quá nóng. Đến với các tỉnh ven biển Trung Bộ, trong đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An và Hà Tĩnh, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và sang đến ngày mai, khi sự xáo trộn của khí quyển tăng lên mạnh, thì mưa bắt đầu xuất hiện, một số nơi có thể có được lượng mưa tương đối khá. Đặc biệt lưu ý, trong chiều tối ngày mai, các khu vực vùng núi của Bắc Trung Bộ cần cảnh giác với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh. Do có mưa và mây mà nền nhiệt độ có xu hướng giảm so với ngày hôm nay, cao nhất vào trưa mai tại các tỉnh này sẽ dao động từ 31 cho đến 34 độ, trời dịu mát dần. Lùi sâu về phía Nam thì thời tiết các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ vẫn phổ biến ít mưa, mặc dù nền nhiệt cũng có xu hướng giảm nhẹ, nhưng đây vẫn là khu vực có nền nhiệt độ cao nhất trong cả nước, ban ngày trời nắng với số giờ nắng đạt được còn ở mức khá cao. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, một số nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lên trên 36 độ. Đến chiều tối và đêm, trên toàn khu vực cũng chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi với lượng không nhiều, nhiệt độ có giảm dần nhưng trời vẫn còn khá oi nóng. Ở thời điểm hiện tại, đới gió Tây Nam ở phía Nam đang trong thời kỳ gián đoạn, có cường độ trung bình và có xu hướng suy yếu dần. Vì vậy, không chỉ tại khu vực Tây Nguyên mà cả ở các tỉnh Nam Bộ, những trận mưa dông vào khoảng chiều tối chỉ xuất hiện ở diện vài nơi với lượng không nhiều, từ 5 cho đến 10mm trong 24 tiếng. Thưa quý vị, do mưa liên tục trong thời gian qua nên tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, nước lũ đổ về nhiều, cao hơn cùng kỳ từ 40 cho đến 70cm. Nước bắt đầu tràn đồng, báo hiệu một mùa lũ mới, hứa hẹn thuận lợi cho cuộc mưu sinh của người dân vùng lũ. Tuy nhiên vẫn còn đó những nỗi lo sạt lở ven sông khi hàng ngàn hộ dân đang sống trong khu vực nguy hiểm chưa được dời đến nơi an toàn. Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện còn khoảng 4.000 hộ dân đang sinh sống trong vành đai sạt lở. Trong số này có 2.000 hộ ở khu vực nguy hiểm cần sớm di dời, nhưng địa phương lại không có khả năng. Xin được quay trở lại với thông tin nhiệt độ tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt trên toàn khu vực có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh Nam Bộ đạt được vào thời điểm quá trưa là từ 31 cho đến 34 độ. Còn tại Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk, do nằm trên cao nguyên lộng gió cho nên nhiệt độ có phần thấp hơn, dao động từ 28 đến 31 độ. Thậm chí tại Đà Lạt nhiệt độ cao nhất chỉ là 25 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên hai huyện đảo. Thưa quý vị, hiện đới gió Nam đến Tây Nam trung bình đến mạnh, bao trùm lên khắp các vùng biển, trong đó tại huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trời có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt và lưu thông trên biển. Đến đây thì bản tin thời tiết tổng hợp ngày 19 tháng 8 của kênh VTC14 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.